À rồi, đầy xuống đây. Thế này. Lên dành trước. Mày có chỗ của mày đâu có chỗ của tao. Nhà đây. Rồi đu 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 đu. Đồ nó to. Này mấy ký? Này ngang qua chụp chụp nè. Ngang qua đó. Con này nó sống vậy chứ hả? Chụp chơi à. Rồi. Rồi bây giờ con lên đi, con lên chú ở dưới. Đứng ở dưới con hấp cái đầu. Rồi rồi. À rồi rồi. Rồi. Rồi, thành quả của mấy anh em nè. Nó mới thấy được. Đó. À. À được con đuôi đỏ nè. Hai đuôi. Đây nữa hả? Thêm con lăng bò nữa. Lăng bò nè. To bằng mặt bạn mình rồi. Đó, đó, đó. Mấy em nó rất là khỏe. Ôi để đủ rồi chứ gì, về thôi. Ngon lành. Thì mấy bạn thôi ăn miếng nó biến à, quên ăn miếng nó đi câu nữa chứ. Các bạn đây là con rút cờ nè. Này cứt nhỏ quá anh, bạn mình ở đâu nó không dám kéo mạnh á, chiều nãy giờ trời nó to. Con này chắc phải là gần 2 kg á, bụi chán luôn. À, chắc mình cũng đú theo mình lên kiếm khu vực này mình câu á. Không thể ngồi gần bạn mình được, khó ăn quá. Mệt quá. Đồ, mà kéo nó hả? Ừ. Ét 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 nó kéo rồi mà. Mở côn hết cỡ mà. Cái cước nhỏ quá mấy bạn. Nãy bị tuồn con rồi. Thì nè. Ừ. Nãy bị tuồn con. Tay mình nè. To nè. Phải không? Làm xong sạch sẽ rồi đó. Cái này mẹ rất là phi. À còn con cái chốt. Ờ cái bò.